Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi Study English with us Hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cấu trúc mới Và cấu trúc này mình gọi là cấu trúc câu đồng tình Hoặc là khi mà mình bày tỏ sự không đồng ý Hoặc là sự khác biệt với một vấn đề nào đó à, Chúng ta sẽ có hai phần Nhưng mà trong ngày hôm nay là video đầu tiên Video thứ hai sẽ là phần tiếp theo Cho nên đây là phần thứ nhất các bạn nhé Chúng ta cùng bắt đầu nào khi chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay TK có một cái vấn đề nó không liên quan tới bài học nhưng mà cũng liên quan tới vấn đề học của mình. Đó là các bạn có thấy một cái quảng cáo nói rằng website studyenglishwithus.com đang có cái chương trình khuyến mãi dành cho dịp Tết này. kéo dài từ hôm nay cho đến cuối tháng 2. Đó cái chương trình không phải là các bạn học chung với TK mà các bạn thay vì mình học ở trên YouTube như là các bạn đang học hiện tại vậy đó thì khi mà mình học youtube thì lâu lâu sẽ có cái quảng cáo nó che ngang làm cho mình mất thời gian hoặc là mình cảm thấy khó chịu thì các bạn vào trong cái website studyenglishwithus.com ở trong đó các bạn học y chang như trên youtube nhưng mà sẽ không có quảng cáo nào hết ngược lại thì mình sẽ trả một cái mức phí bình thường cái mức phí hàng năm là 100 đồng cho một năm nhưng mà bây giờ nó đang có giảm giá 50% thì còn lại chỉ có 50 đồng cho một năm mà thôi. Các bạn nhớ nhé, khi mà mình đăng ký thì nó không có học chung với Tiki mà chỉ là do mình tự học ở trang web, nó giống như trên Youtube nhưng mà nó không có quảng cáo, nó tiện lợi cho mình hơn. Đặc biệt là những bạn nào mà mình dành nhiều thời gian mình học ở trong ngày, mình đang học, cần phải học nhanh, cấp tốc thì chúng ta học bên đó nó sẽ tiện hơn cho các bạn nhé. Có một cái nữa là bạn nào mà đã đăng ký hàng tháng rồi đó, thì mình cứ đăng ký cái gói tiếp theo là hàng năm thì khi mà mình hết hạn của tháng này, nó sẽ tự động cộng tiếp cái hàng năm mà mình đã đăng ký nên các bạn cứ yên tâm nhé còn nếu mà các bạn nào ở Việt Nam mà mình không có cái số tài khoản hoặc là cái thẻ mà mình đã thanh toán quốc tế được các bạn có thể nhắn tin riêng cho TK vào trong Facebook tìm học anh ngữ với chúng tôi bằng tiếng Việt các bạn nhé học anh ngữ với chúng tôi và nói chuyện với TK nhắn tin cho TK ở trên đó các bạn nhé OK chúng ta vào bài của mình ha khi mà một người nào đó nói à, giả sử nhớ là à, tôi thích ăn chè mình nói tôi cũng vậy đó là mình đồng tình với người đó đúng không? Thì mình loại động tình chúng ta có hai loại thứ nhất là câu khẳng định, thứ hai là câu phủ định. Bài học của chúng ta hôm nay là cấu trúc câu đồng tình khẳng định và câu đồng tình phủ định. Cách dùng của mình là mình dùng là and rồi đến chữ to hoặc là and either và các cấu trúc thứ ba là chữ but có nghĩa là nhân nhân thế chỉ có năm thật ra chỉ có bốn thôi tại chữ and lặp lại hai lần rồi. Trước khi chúng ta học cấu trúc câu thì đi sâu qua cái nghĩa cho các bạn ha. Thứ nhất chúng ta có and, có nghĩa là và. Mình biết từ nào đúng không? And là và. Thứ hai là to, có nghĩa là cũng hoặc là cũng vậy. Thứ ba là either, cũng hoặc là cũng thế. Có hai cách đọc, một số bạn sẽ đọc là either hoặc là either. Thì mình nhớ nếu mà chúng ta đọc theo kiểu câu bên Mỹ là either. Chữ th ngay chính giữa chúng ta để lửa giữa hai răng. The, either là cũng hoặc là cũng thế. Và từ cuối cùng là but là nhưng. Rất là rõ ràng đúng không các bạn? Chỉ có bốn từ thôi nhưng mà chúng ta làm nên cái bài của ngày hôm nay. Từ and và từ but là hai từ rất là cơ bản. Chữ to và chữ either nghĩa tương đối khá giống nhau. Cũng, cũng vậy, cũng, cũng thế. Nhưng mà nó sẽ khác nhau ha. Chúng ta sẽ nghiên cứu sự khác nhau trong ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta học về câu đồng tình, khẳng định. Mình lưu ý ở đây là câu khẳng định. Cấu trúc của mình là and chấm 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 rồi đến chữ to. Ví dụ đầu tiên mình có là Ivy likes swimming. Ivy thích bơi lội. Câu số 2 của chúng ta là Jim likes swimming. Jim thích bơi lội. Như vậy ra chúng ta thấy có hai người khác nhau cùng có một sở thích. Để có thể ráp hai câu này thành ra một câu, chúng ta để chữ and và chữ to vào. Ivy likes swimming, and Jim likes swimming, too. Trong câu này chúng ta thấy mình thêm thứ nhất là chỉ and, rồi đến câu số 2. Mình nối câu thứ nhất với câu số 2 bằng chỉ and, và mình kết thúc câu số 2 mình thêm chỉ to ở cuối cùng, để biểu tỏ một cái sự đồng tình, khẳng định. Cụm từ được lặp đi lặp lại trong hai câu này là likes swimming. Khi mà mình nói có hai câu ngắn thôi mà mình lặp đi lặp lại nhiều từ thì nó sẽ không hay lắm. Cho nên chúng ta có thể bỏ hoặc là thay thế cái cụm từ like swimming này bằng chữ does. Ivy likes swimming and Jim does too. Chúng ta vẫn có cấu trúc and và too. Ivy thích bơi lội. Đây là câu gì các bạn? Đây là câu khẳng định. Câu số 2 mình có gì? Jim thích bơi lội và đây cũng là câu khẳng định luôn. Cho nên đây được gọi là câu đồng tình khẳng định. Các bạn nhé. Chúng ta xem ví dụ tiếp theo. Anna wears glasses. Anna đeo kiến. Câu số 2 của mình là Bella wears glasses. Như vậy hai câu này có trúc giống nhau và để chúng ta có thể nối là thành một câu, chúng ta nói cũng y chang như vậy. Câu đầu tiên mình giữ nguyên Anna wears glasses. Sau đó chúng ta có chữ and và và mình ráp câu số 2 vô là Bella. Rồi chúng ta thế cái cụm từ lặp lại bằng chữ does. Và sau đó mình có chữ to. Anna wears glasses and Bella does too. Anna đeo kiến và Bella cũng vậy. Hai người giống nhau ha. Cindy usually wears a scarf. Cindy thường hay đeo một cái khăn choàng. Câu tiếp theo của chúng ta là và bạn trai của cô ấy là Peter cũng vậy. Thì chúng ta sẽ nói bằng chữ and, chữ và là and. Kế tiếp mình có bạn trai của cô ấy là her boyfriend. Sau đó chúng ta có là Peter. Thì ở đây là Peter chúng ta không cần phải để là là, là is, động từ to be đến Peter. Mình chỉ cần là giải thích Peter là bạn tên của bạn trai của ấy. Thì chúng ta chỉ cần phải một cái chúng ta ghi là Peter. And her boyfriend, Peter. Sau đó chúng ta có cũng vậy. Mình sử dụng cấu trúc của mình là does to. Như vậy nguyên câu hoàn chỉnh của mình là Cindy usually wears a scarf. And her boyfriend Peter does too. Câu đồng tình khẳng định các bạn nhé. Ở đây chúng ta thấy mình sử dụng từ does. Các bạn sẽ thắc mắc tại sao chúng ta dùng does mà không dùng do. Mình để ý ở đây chủ từ là gì? Là Peter hoặc là her boyfriend. Đây là ngôi thứ ba số ít. Danh từ riêng các bạn ha. Cho nên chúng ta sử dụng động từ thay vì do chúng ta chia động từ mình thêm es vào là does. And her boyfriend Peter does two. ví dụ tiếp theo chúng ta có trẻ em thích chơi ở trong tuyết kids love to play in the snow trẻ con thì thích chơi ở trong tuyết và các con của tôi cũng vậy mình có câu tiếp theo là và các con của tôi cũng vậy chỉ và là and các con của tôi là my children ở đây chúng ta thấy chủ từ làm children có nghĩa là các con là số nhiều nếu mà chỉ có một đứa con, chúng ta sử dụng chữ child, không phải là chữ children. Children là số nhiều rồi. Cho nên vì chủ từ là số nhiều, chúng ta không dùng chữ does, mình dùng là do. And my children do too. Do hoặc là does tùy theo chủ ngữ các bạn nhé. And my children do too. Và các con của tôi cũng vậy. John is a doctor. John là một bác sĩ. Và Jason, bạn thân của anh ấy cũng vậy. And Jason, bạn thân chúng ta sử dụng là best friend. And Jason, his best friend. Ở đây chủ ngữ là Jason cho nên chúng ta sử dụng là does too. John is a doctor. And Jason, his best friend, does too. John là một bác sĩ và Jason, bạn thân của anh ấy cũng vậy. Như vậy chúng ta thấy câu này giống như những cấu trúc trước đây đúng không? Chúng ta sử dụng là and to Nhưng mà chúng ta sử dụng chữ does Các bạn thấy có đúng hay chưa? Ở trong trường hợp này Chữ does là không đúng các bạn nhé Tại vì sao? Và các bạn sẽ nói Ủa tại sao Jason là một người nè His best friend cũng là ngôi thứ ba suốt Thì tại sao không dùng chữ does? Chúng ta xem lại ở trong câu đầu tiên John is Ở đây mình dùng động từ to be John là bác sĩ John is a doctor Cho nên vế đầu tiên là is Vế số 2 chúng ta không thể dùng là does được Chúng ta phải sử dụng là is luôn Cũng là động từ to be Mình kéo xuống Cho nên câu đúng của chúng ta sẽ là is John is a doctor And Jason, his best friend, is too Cho nên ngoài việc để ý là cấu trúc của mình là and too Chúng ta phải xem động từ Hai vế nó có giống nhau hay không các bạn nhé như vậy là chúng ta học xong câu đồng tình khẳng định. Khẳng định là cái vế đầu tiên là câu khẳng định, vế số 2 cũng là câu khẳng định và nó đồng tình với nhau. Cấu trúc của mình là and to. Kể đến chúng ta sẽ học về câu đồng tình phủ định. Và cấu trúc của mình là gì? And either. Vế đầu tiên chữ and giống nhau, vế số 2 là thay vì chữ to, mình đó là thành là either là phủ định. Lúc này chúng ta có câu ví dụ Anna wears glasses and Bella does too. Anna đeo kiến và Bella cũng vậy. Trong câu này, câu đầu tiên là Anna wears glasses. Anna đeo kiến. Đây là câu khẳng định. Bây giờ chúng ta muốn đổi từ câu khẳng định sang câu phủ định. Chúng ta phải làm sao? Khẳng định là Anna đeo kiến. Câu phủ định là Anna không đeo kiến. Có chữ không là là có phủ định. Đúng không? Như vậy chữ không của mình ở trong tiếng Anh mình sử dụng từ gì các bạn? Chữ không là chữ not. Vì chúng ta sẽ để chữ not vào đâu trong câu này? Từ câu đầu tiên là Anna wears glasses. Trong câu này mình có động từ là đeo, là wear. Câu nào có động từ mình phải có trợ động từ do. Và đây chủ ngữ là Anna. Thay vì do not, mình đổi lại là does not. Là phủ định các bạn nhé. Như vậy câu khẳng định Anna wears glasses. Bây giờ chúng ta đổi thành câu phủ định. Chúng ta thêm chữ does not vào. Anna does not wear glasses. Là câu phủ định. Anna không đeo kiến. Hồi nãy câu khẳng định là Anna đeo kiến. Bây giờ Anna không đeo kiến. Mình thêm chữ không vào. Thì thành ra là câu phủ định. Anna does not wear glasses. Rồi câu tiếp theo chúng ta có là Và Bella cũng vậy. Cái phần kia và ba la cũng vậy, trong câu này và ba la cũng vậy. Tuy tiếng Việt nó là giống nhau nhưng tiếng Anh nó sẽ là sự đồng tên nhưng mà là phủ định. Các bạn cũng có thể dịch là và ba cũng không. Tiếng Việt mình mình dịch là cũng vậy nhưng mà cái nghĩa là cũng không. Anna không đeo kiến và ba la cũng không đeo kiến. Các bạn ha. Ở trong câu khẳng định mình dùng là Anna wears glasses and Bella does too. And và too cho câu khẳng định. Vì chúng ta đang học tới cấu trúc của câu phủ định là and, either. Vậy câu này mình nói là và Bella cũng vậy hoặc là và Bella cũng không. Mình sẽ nói là and Bella doesn't. Thay vì là does, chúng ta phải phủ định luôn. Doesn't, either. Anna does not wear glasses. And Bella doesn't either. Mình lưu ý and, sau đó là either, cấu trúc câu phủ định. Susan couldn't sleep last night. Tối hôm qua Susan không có ngủ được. Và Elsa cũng vậy, hoặc là và Elsa cũng không ngủ được. And Elsa cũng không. Theo như bình thường chúng ta dùng là doesn't either. Nhưng mà chúng ta phải xem lại ha. Ở trong mấy đầu tiên các bạn thấy mình sử dụng chữ could not hoặc là couldn't là không thể thì cái vé sau mình không thể nào xài chữ doesn't mình phải xài y chang như cái động từ ở vé đầu tiên cho nên chúng ta thay chữ doesn't bằng couldn't susan couldn't sleep last night and elsa couldn't either và elsa cũng không ngủ được luôn một ví dụ nữa my brother is not tall anh trai của tôi thì không có cao và tôi cũng vậy And I am not either. And I am not either. Nguyên câu của mình. My brother is not tall. And I am not either. Với đầu tiên chúng ta sử dụng từ is, động từ to be, chủ ngữ là my brother. Ở vế số 2 chúng ta sử dụng chữ em tại vì chủ ngữ bây giờ là I. I am. Còn he, she, it hoặc là số đi chung với chữ is cũng là động từ to be các bạn ha. Như vậy, về cấu trúc câu đồng tình một lửa thì Khe nhắc lại câu đồng tình chúng ta có hai loại câu thứ nhất là câu khẳng định ở câu khẳng định mình sử dụng là and to thứ hai là chúng ta có câu phủ định và câu phủ định mình dùng là and either khác nhau chỉ có từ ngoài sau thôi kế đến chúng ta học về sự khác nhau difference difference là khác nhau chúng ta sử dụng từ but là chỉ nhưng ví dụ mình có là Peter wears glasses. Peter đeo kiến. Peter wears glasses. Nhưng vợ của anh ấy thì không có đeo. Chúng ta thấy nó ngược lại đúng không? Cái này là chỉ về sự khác nhau. Peter thì đeo mà vợ của anh ấy thì không đeo. Nó đối nghịch lại. Khi mà đối nghịch lại như vậy, chúng ta sử dụng chữ nhưng và tiếng Anh mình có là chữ but. Ở đây với đầu tiên là mình thấy Peter wears glasses là câu khẳng định ở vế số 2 nhưng vợ anh ấy thì không đeo đây là câu phủ định hai vế này nó khác nhau một cái khẳng định một cái phủ định cho nên chúng ta học về sự khác nhau và đối với những câu khác nhau như vậy chúng ta sử dụng cấu trúc là but là nhưng but his wife doesn't Peter wears glasses but his wife doesn't Peter thì đeo kiến nhưng mà vợ của anh ấy thì không có đeo Chúng ta sử dụng cấu trúc là but. I like to study English. Tôi thích học Anh văn. I like to study English. Nhưng mà các con của tôi thì không. Nhưng thì chúng ta dịch là but. Các con của tôi, my children, thì không, don't. I like to study English, but my children don't. Ở những câu mà khác nhau như vậy, chúng ta chỉ cần bỏ chữ but thôi các bạn ha. Tôi thì thấp hoặc là tôi thì lùn, nhưng mà con trai của tôi thì không. Chúng ta dịch như thế nào? Tôi thì thấp, I am short. Nhưng con trai của tôi thì không, but my son isn't. Ở đây mình thấy động từ to be là I am, my son thì là is, phủ định thêm chữ not vào. I am short, but my son isn't. Động từ to be am, is Chữ i am là khẳng định, isn't là phủ định, hai vế này khác nhau, chúng ta sử dụng chữ but. Chồng tôi nghĩ rằng tiếng Anh rất dễ học, nhưng tôi không có nghĩ như vậy. Câu này chúng ta cũng hay xài đúng không? Chúng ta dịch như thế nào? Chồng tôi nghĩ rằng. Chồng tôi là my husband. Nghĩ rằng things là suy nghĩ. My husband thinks that English is very easy, tiếng Anh rất là dễ. My husband thinks that English is very easy. Thêm chữ học vô là to study. My husband thinks that English is very easy to study. Nhưng tôi không nghĩ vậy. But I don't think so. But I don't think so. Trong cái này chúng ta có động từ là think, là suy nghĩ. My husband thinks vì có động từ cho nên ở vế phủ định chúng ta dùng chữ not. Do not mình ghép lại là don't think. Chữ think là khẳng định, don't think là phủ định. Hai vế khác nhau chúng ta xài chữ but. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. À TK số ôm sơ là cho các bạn một chút xíu, sau đó sẽ đến phần các bạn tập luyện chung với anh Frank các bạn nhé. Thì hy vọng là các bạn sẽ tập luyện thật là nhiều để chúng ta có thể phát âm thật là tốt nhé. Bài hôm nay chúng ta học là về cấu trúc câu đồng tình. Thứ nhất mình có câu đồng tình khẳng định, công thức là and to. Thứ hai là câu đồng tình phủ định, and either. Và thứ ba là mình học về sự khác nhau, vế đầu là khẳng định, vế sau là phủ định hoặc là ngược lại. Đối với những câu có hai vế khác nhau như thế này thì chúng ta dùng chữ but ở chính giữa. And to. Either. But Ivy likes swimming, and Jim does too. Ivy likes swimming, and Jim does too. Anna wears glasses, and Bella does too. Anna wears glasses, and Bella does too. Cindy usually wears a scarf. And her boyfriend, Peter, does too. Cindy usually wears a scarf, and her boyfriend, Peter, does too. Kids love to play in the snow, and my children do too. Kids love to play in the snow, and my children do too. John is a doctor and Jason his best friend is too John is a doctor and Jason his best friend is two and either and either Anna does not wear glasses and Bella. Doesn't either. Anna does not wear glasses, and Bella doesn't either. Susan couldn't sleep. Last night, and Elsa couldn't either. Susan couldn't sleep last night, and Elsa couldn't either. My brother is not tall, and I am not either. My brother is not tall, and I am not either. Difference, but Peter wears glasses, but his wife doesn't. Peter wears glasses, but his wife doesn't. I like to study English, but my children don't. I like to study English, but my children don't. I am short. But my son isn't. I am short, but my son isn't. My husband thinks that English is very easy to study, but I don't think so. My husband thinks that English is very easy to study, but I don't think so. I would like you to like and share this video, and Frank would too. Thank you. I would like you to like and share this video, and Frank would too. Thank you. Và là các bạn đã tập luyện chung với anh Phan xong rồi Mình cảm thấy bài này nó à, Mới đầu nghe thấy nó hơi lạ Nhưng mà cũng rất là thiết thực cho chúng ta Mình rất là dễ nhầm lẫn phải không Đặc biệt là đối với những câu đồng tình phủ định Khi mà một người nào đó không thích cái gì Mình kêu là uh, I don't too Tôi cũng không thích ha Như vậy là nó sẽ không đúng Trong bài hôm nay chúng ta sẽ học được là Mình dựng dùng chữ too Chúng ta dùng chữ either Khi mà chúng ta đồng tình khẳng định Mình dùng chữ too Đồng tình phủ định Mình dùng chữ either còn khi mà hoàn toàn khác nhau chúng ta dễ rồi mình dùng chữ bắt các bạn nhé. thì cái hy vọng rằng bài này sẽ giúp ích cho các bạn và sẽ làm cho các bạn cảm thấy hiểu tiếng anh thêm một chút xíu và mình có phấn khởi hơn trong cái việc học của mình. giúp thì like và share video này nhé. cảm ơn các bạn rất là nhiều. xin chào và hẹn gặp lại trong những bài học lần sau. bye bye